12 dấu hiệu cảnh báo bị nhiễm SARS-CoV-2, bạn chớ xem thường nhé. 1. Ho, 2. Sốt trên 37 độ rưỡi, 3. Đau đầu, 4. Đau họng rát họng, 5. Khó thở, 6. Sổ mũi nghẹt mũi, 7. Đau ngực tức ngực, 8. Đau mỏi người đau cơ, 9. Mất vị giác, 10. Mất khứu giác, 11. Đau bụng buồn nôn, 12. Tiêu chảy.